Ukraine nói những gì khi triệu tập sứ thần Vatican? Hôm 11 tháng 3, Bộ Ngoại giao Ukraine triệu tập ông Vít Đức của Bơ Cát, sứ thần Vatican tại Ukraine, để bày tỏ thất vọng với những bình luận của Giáo hoàng Francis về xung đột Nga-Ukraine. Lời kêu gọi của Giáo hoàng Francis, người hướng dẫn tinh thần của 1,2 tỷ giáo dân Công giáo, về việc Ukraine nên có dũng khí giương cờ trắng, biểu tượng đầu hàng và đàm phán kết thúc xung đột với Nga đã khiến giới chức Ukraine giận dữ. Ngày 11 tháng 3, Bộ Ngoại giao Ukraine triệu tập Tổng giám mục Vít Đức của Bơ Cát, sứ thần tòa thánh tại Ukraine, để bày tỏ thất vọng với những lời của giáo hoàng liên quan đến cờ trắng, theo hãng tin AFP. Theo tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Ukraine, phía Kiev nói với sứ thần Vít Đức của Bơ Cát rằng giáo hoàng Francis nên tránh đưa ra những tuyên bố hợp pháp hóa quyền lực và khuyến khích họ. Nga coi thường hơn nữa các quy tắc của luật quốc tế. Ukraine hy vọng người đứng đầu tòa thánh Vatican sẽ gửi tín hiệu tới cộng đồng quốc tế về sự cần thiết phải hợp lực ngay lập tức để đảm bảo chiến thắng của cái thiện trước cái ác. Kiev cũng khẳng định họ tìm kiếm hòa bình, nhưng nền hòa bình này phải công bằng và dựa trên các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc cũng như công thức hòa bình do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất. Kế hoạch hòa bình của ông Zelensky có nội dung kêu gọi rút quân Nga, khôi phục đường biên giới năm 1991 của Ukraine và tiến hành thủ tục để buộc Nga chịu trách nhiệm cho các hành động của mình. Nga tuyên bố nước này không thể tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào với yêu cầu như vậy. Theo hãng tin Reuters, trong suốt cuộc xung đột Nga-Ukraine, giáo hoàng Francis đã vài lần khiến các quan chức Ukraine khó chịu. Trong đó có lời kêu gọi của ngài vào năm ngoái về việc giới trẻ Nga hãy tự hào là người thừa kế của các sao hoàng như Peter Đại Đế. Trước đó, trong bài phát biểu trả lời một tờ báo của Thụy Sĩ, giáo hoàng Francisco có khuyên Ukraine là hãy giương cờ trắng đầu hàng nước Nga. Reuters đưa tin, giáo hoàng Francis cho rằng Ukraine nên can đảm giương cờ trắng đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua với Nga. Nếu người quan tâm đến người dân, người nên có can đảm giương cờ trắng và bắt đầu đàm phán. Giáo hoàng Francis phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RSI của Thụy Sĩ. Đàm phán là một từ dũng cảm. Khi bạn thấy mình thất bại, mọi việc không được suôn sẻ, thì bạn có dũng khí để đàm phán. Người ta có thể cảm thấy xấu hổ, nhưng nếu không làm như vậy, thì sẽ có thêm bao nhiêu người nữa thiệt mạng trước khi mọi chuyện kết thúc. Giáo hoàng nói thêm. Ông cho rằng đàm phán Nga-Ukraine có thể thúc đẩy bởi các bên trung gian quốc tế. Hiện tại có nhiều nước đã sẵn sàng đóng vai trò trung gian. Giáo hoàng chia sẻ tiếp, ví dụ như Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước khác. Người ta không nên xấu hổ về các cuộc đàm phán. Điều này sẽ ngăn chặn điều tồi tệ nhất xảy ra. Cần có sự can đảm thực sự để không đẩy đất nước đến bờ vực. Đàm phán không có nghĩa là đầu hàng. Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng đóng vai trò hòa giải hay không, giáo hoàng đáp, tôi luôn sẵn sàng. Đây có lẽ là lần đầu tiên giáo hoàng Francis sử dụng cụm từ cờ trắng hay bị đánh bại khi bàn về cuộc chiến Nga-Ukraine, mặc dù trước đó ông từng kêu gọi các bên đàm phán. Năm 2023, ông đã cử đặc phái viên hòa bình Matteo Stupit tới Kiev, Moscow và Washington để kêu gọi lãnh đạo các nước này thúc đẩy đàm phán chấm dứt xung đột. Ukraine hiện chưa bình luận về đề nghị của giáo hoàng. Tổng thống Zelensky nhiều lần nêu rõ ông mong muốn hòa bình nhưng sẽ không bao giờ nhượng bộ với Nga về lãnh thổ.